Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 2 phần 4 của Vũ Canh Kỷ, người của Minh Tộc đã tràn vào thần vực để đánh nhau với thần tộc. Tuy nhiên, người mạnh nhất thần tộc tên là Thiên Hắc Long đã có một trận solo với Nghịch Thiên Nhi Hành của Minh Tộc. Nhưng Nghịch Thiên Nhi Hành bị bệnh Nani Thạch Hóa nên đã chết ngay tại chiến trường trước mặt Thiên Hắc Long. Bởi vậy, các đại tướng của Minh Tộc phát cuồng đã gây sát thương tấn công liên tục vào người của Thiên, nhưng đều đã bị đánh bại. Cũng may là vợ Bạch Long của Hắc Long đã lên tiếng alo ngăn cản người của Minh Tộc, là nên chạy trốn khỏi khu vực thần vực đi. Nếu không, Thiên Hắc Long lên cơn nghiện giết người đánh chết ngay tại sàn bây giờ. Nhưng người Minh Tộc vốn bị thiểu năng dân trí cực thấp, nên họ đã nghe theo chỉ thị hô hào của đại tướng cầm chùy đầu hói cùng không cực ác. Vì vậy đã lao lên đánh tiếp. Do đó chuyển sang tập 3 phần 4 của Vũ Canh Kỷ. Tên đầu hói cùng không cực ác sau khi nghe Bạch Long cứ đang lải nhải giải thích về Hắc Long cho hắn thì Hắc Long không đánh được đâu, thì cùng không cực ác đã bẹp luôn cả Bạch Long luôn, với phát chùy lao thẳng vào đầu Bạch Long. Thì bây giờ Hắc Long không để vợ mình bị mất máu nữa nên đã vả cùng không cực ác tuét cả máu mồm. Lúc này Thiên Hắc Long đã dùng vũ lực để giải quyết người của Minh Tộc, bởi vậy Hắc Long vừa đi vừa đánh gục rất nhiều người của Minh Tộc, kể cả ba đại tướng Hàn Phong, Lâm Lâm, Đại Lực Phi Quyền và Cùng Không Cực Ác cũng đã bị Hắc Long đánh vãi máu quần. Mặc dù ba người đã có nhiều pha đánh lén Hắc Long, nhưng trong ba người thì Cùng Không Cực Ác là vua lì đòn khi hắn đang nằm bẹp dí dưới mặt đất. Thiên Hắc Long hiện tại đã đề nghị Cùng Không Cực Ác quỳ và khoanh tay xin lỗi thì Thiên sẽ tha cho hắn một mạng sống. Tuy nhiên Cùng Không Cực Ác không hề xin lỗi, mà hắn cầm con chùy tấn công hành hung Thiên Hắc Long tiếp. Nhưng Cùng Không Cực Ác trong lúc sinh tử đã đột phá lên cảnh giới cao nhất của Minh Tộc, là cảnh giới phá cực, nên con chùy cầm trên tay nặng từ 5 tạ thành 5 tấn đập thẳng vào người Thiên Hắc Long và khiến Thiên bị xịt máu. Lúc này người của Minh Tộc thấy vậy, nghĩ là Cùng Không Cực Ác sẽ lãnh đạo mọi người cùng sống tiếp và chiến đấu với thần tộc được. Nhưng Thiên Hắc Long nhìn bọn này lâu lắm rồi đấy, nếu không phải vợ Bạch Long mở alo không cho đồ sát từ trước thì bọn Minh Tộc chắc chắn không chỉ chết vài tên đang nằm la liệt dưới mặt đất, mà cả lũ đã được đắp mộ cùng một chỗ từ lâu rồi. Bây giờ Thiên Hắc Long sau cú tạt chùy vào người của Cùng Không Cực Ác vào mặt, nên Thiên Hắc Long đã bị đánh thức bản năng sát thủ chiến binh sẵn có trong người, nên đã chỉ cần một chiêu duy nhất hạ gục được Cùng Không Cực Ác. Trở lại với thằng nhân vật chính tàn tật nhất hoạt hình 3D A Cẩu mắt chột tay cụt, thì hắn đang trên đường chạy đến nơi đánh nhau chỗ Thiên Hắc Long và Minh Tộc. Thì hắn trên đường đi cưỡi theo Bạch Thái di chuyển. Còn về kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Tử Vũ sau khi giúp Chân Thiền thoát khỏi tâm ma, thì anh ấy đã vác kiếm bay đến chỗ Thiên Hắc Long và Minh Tộc đã giao tranh combat tổng. Ở đây Tử Vũ thấy toàn bộ Minh Tộc đã bị Hắc Long Thiền đè đường đánh cho rụng khá khá dưới mặt đất, thì Cùng Không Cực Ác trước khi chết đã trao đổi với Tử Vũ là hãy giúp hắn đánh bại Thiên Hắc Long. Nhưng Tử Vũ vốn không hề để ý đến lời nói của Cùng Không Cực Ác đang nằm la liệt dưới mặt đất. Tuy nhiên Cùng Không Cực Ác không muốn chết mà không làm được điều gì, nên hắn đã dùng minh thuật đặc biệt chuyển sinh thuật vào cơ thể Tử Vũ, là dùng toàn bộ sức mạnh cả đời mình có được cho Tử Vũ sử dụng. Cảm ơn anh em đã xem hết video.